hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Dấu Tích Ân Tình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua giọng đọc của Thanh Lan và tác giả. Lúc đầu vì thèm ăn thịt heo quá, Thược đã toan cưới cô hàng thịt. Lấy mồi, theo lời nàng phân tích, ngoài cái lợi thiết thực là mỗi tuần ít nhất cũng được ăn một bữa thịt lợn, Thược sẽ còn hưởng nhiều thứ đặc quyền cụ thể khác mà gã không ngờ tới. Trước hết, mùi đã có một đời chồng. Như thế, bao nhiêu kinh nghiệm của cuộc sống ái tình mùi tiếp thu trước đây, bây giờ chỉ cần phát huy thêm là đảm bảo hạnh phúc bên cạnh Thược. Nàng thủ thỉ bên tai gã. Dạo ấy em còn bé, đã biết gì đâu. Bố mẹ bắt lấy chồng thì cứ lấy, chứ đã biết yêu thương là gì. Mẹ em cứ bảo mãi là răng khuyết còn có khi tròn, con gái quá lứa hết giòn hết xinh. Mày đừng có ấm ẹo, không khéo rồi lại ế chồng ế chơ ra đấy. Nghe mẹ bảo thế thì em đành phải nhắm mắt đưa chân thôi. Mãi đến bây giờ gặp anh, em mới biết thế nào là tình yêu. Thược nghe thấy bùi tai lắm. Mùi lại có sẵn một đứa con riêng, rất tiện, không cần phải sinh đẻ gì nữa, để khỏi vi phạm chính sách ba khoan của nhà nước. Chưa yêu thì khoan yêu, yêu rồi thì khoan cưới, cưới rồi thì khoan đẻ. Điều làm Thược phấn khởi nhất là thằng chồng cũ của Mùi trúng gió chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là tất cả vốn liếng buôn chui bán lén của Mùi mấy năm nay vẫn còn nguyên, vì Mùi không phải lo thuốc thang ngày nào. Khác hẳn mẹ Thược trước đây, ho lao nằm liệt giường, ngáp lên ngáp xuống mãi, rồi khi biết cả nhà đã khánh kiệt, bà cụ mới chịu dứt khoát về bên kia thế giới. Tất cả những lời thuyết phục đó làm Thược siêu lòng. Gã thấy Mùi ăn nói nhỏ nhẹ nhưng rất logic, y như một bài giảng chính trị về biện chứng pháp duy vật mà gã vẫn thường nghe ở cơ quan. Thế là từ đó, ngày ngày đi làm về, cơm nước có Mùi lo sẵn, Thược thấy cuộc sống thật đầy ý nghĩa. Đứa con 4 tuổi của Mùi cũng mến Thược lắm, chỉ vì từ ngày có Thược, Mùi trở nên dễ dãi và tiêu xài ít đắn đo hơn. Thược thường lấy tiền của Mùi mua bánh cho con Mùi theo cái lối hành xử của người phúc ta, và quả nhiên thằng nhỏ càng ngày càng thương Thược hơn cả mẹ ruột của nó. Người đàn bà khi yêu không giấu được ai, cái vẻ lam lũ thường nhật ở Mùi đột nhiên biến mất. Chiếc áo cánh nâu rộng thùng thình vá ở hai khuỷu tay bây giờ được thay thế bằng cái áo phin nõn trắng mỏng, cắt rất gọn, rất sát, cố ý phô ra một vài đường nét cần thiết của cơ thể để nhắc nhở cho Thược biết rằng nàng còn rất trẻ. Mái tóc bị bỏ bê cũng đã lâu, bây giờ được Mùi chăm sóc lại và lúc nào cũng thoang thoảng thơm mùi bồ kết. Mọi thứ chung quanh Mùi đều mang bộ mặt mới, đánh dấu sự cáo chung của giai đoạn cô phụ 2 năm buồn thảm. Cuộc tình của Thược và Mùi được cả xã Hòa Vinh xôn xao bàn tán. Chẳng cần phải mở một cuộc thăm dò, Thược cũng biết rõ là đa số dân làng, nhất là các bà, các cô, đều chê Thược là thằng ngu. Người ta tiếc cho Thược yêu lầm. Có cô gặp Thược, bĩu môi nói bóng gió. Dài tơ mà phải lòng gái giả. Thực ra thì về tuổi đời Mùi chỉ mới 25. Nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh trai thiếu gái thừa hiện nay, thì hễ cứ có một đời chồng, và nhất là đã có con, thì phải coi là già rồi. Có bà ngứa mồm mắng Thược: thiếu gì con gái mà phải rúc đầu vào con mẹ. Hình như họ không hiểu được những đặc quyền đặc lợi mà Mùi đang cung cấp cho Thược. Ở đời vẫn thế, có những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng phân ưu cùng người khác, trong khi chính cái đứa bị phân ưu đó đang hạnh phúc hơn kẻ thương hại nó. Thược biết vậy, gã đang sung sướng mà biết bao nhiêu người chung quanh cứ tội nghiệp dùm gã. Tuy Thược không chính thức đến ở hẳn nhà Mùi, nhưng những gặp gỡ thường xuyên giữa hai người
đủ đem lại tháng ngày thần tiên cho gã. Miền Bắc lúc này đang bị dội bom những mục tiêu quân sự mà nhà nước gọi là thời kỳ chiến tranh phá hoại. Xã Hòa Vinh của Mùi ngày ngày nghe tiếng nổ vang vọng xa xa. Xã ủy và ủy ban hành chính xã nhốn nháo lo phòng thủ, đồng thời thúc đẩy nhân dân sơ tán. Nhưng Mùi không chú tâm, nàng đang hưởng hạnh phúc và đang phải thuyết phục Thược cưới nàng trước khi gã chấm dứt công tác ở xã để trở về trung ương. Nhưng có ai ngờ đâu cuộc tình ấy không bền vững. Chỉ một thời gian sau, Thược thấy mình lầm và muốn sửa sai. Bất cứ thằng đàn ông nào trên cõi đời này, bản chất tự thâm sâu đều mang máu Sở Khanh cả. Thược tin như thế. Nếu không thì chỉ vì thằng đàn ông ấy đạo đức giả, hoặc chỉ vì nó không có điều kiện hay cơ hội để lăng nhăng mà thôi. Riêng Thược đang ở vào một vị thế rất thuận lợi thì tại sao lại không cướp thời cơ? Gã suy đi tính lại và thấy rằng chẳng nên dừng chân ở một bến đậu làm mồi. Thế là Thược bắt đầu toan tính một âm mưu khác. Thược vốn không phải là người sinh sống ở làng này. Đầu năm nay, hợp tác xã Hòa Vinh bỗng phát hiện ra mấy trăm mẫu lúa bị bệnh vàng úa, trình lên trung ương xin cử cán bộ kỹ thuật về nghiên cứu. Phòng nông nghiệp tỉnh bố trí Thược xuống vì gã là kỹ sư nông nghiệp. Về đến làng, Thược vào ủy ban trình giấy giới thiệu, được địa phương xung xoe đón tiếp như một vị cứu tinh từ trời hiện xuống để thanh toán đám sâu dày, cứu dân thoát khỏi cảnh đói đang đe dọa. Cảm giác đầu tiên của Thược lúc tới đây là vừa đặt chân vào một vùng chiến tranh. Lần đầu tiên Thược được nhìn thật gần bao nhiêu ổ súng phòng không, lô cốt, chạm gác, chòi báo động bày ra nhan nhản dọc bờ đê. Trên cánh đồng sơ sát, nông dân vai đeo súng, súng thật và súng giả, lao động trong tình trạng nơm nớp lo sợ máy bay xuất hiện. Nhà cửa tháo gỡ ngổn ngang làm hầm trú ẩn. Cảnh tiêu điều thê lương gần giống như thời tiêu thổ kháng chiến mà Thược thường nghe những người lớn tuổi kể lại. Nhưng chính trong khung cảnh ấy, Thược khám phá ra một điều kỳ thú là khắp làng hầu như chỉ có toàn đàn bà con gái. Gã đi quanh đầu trên xóm dưới, chẳng những ít gặp đàn ông thanh niên mà ngay cả các cụ già và trẻ con cũng không thấy. Lác đác chỉ có một vài gã cán bộ cỡ tuổi trung niên, mặt mũi lúc nào cũng xanh xám lo âu, chạy tới chạy lui xem chừng bận rộn lắm. Quang cảnh ấy làm Thược rất phấn khởi. Hôm đầu trình diện, chủ tịch Chu Thị Bích bố trí cho Thược căn buồng nhỏ ở ngay bên hông trụ sở, chỉ cho Thược biết cả lối dẫn xuống hầm trú ẩn, rồi tươi cười xoa tay bảo Thược: đồng chí ở tạm đây nhé. Lẽ ra cứ sự thường thì cán bộ các nơi về công tác chúng tôi đều gửi xuống cơ sở ở nhờ nhà dân, nhưng đồng chí là trường hợp đặc biệt cho nên ủy ban nhất trí thu xếp để đồng chí ở ngay trụ sở cho tiện. Thược nhìn quanh cái buồng nhỏ mái tranh vách đất chỉ kê vừa lọt cái giường. Gã chưa kịp lên tiếng thì Bích lại tiếp: khổ quá đồng chí ạ, vừa sản xuất vừa đánh giặc, thế mà rời lại chẳng thương, tự dưng sinh ra cái bệnh vàng lúa. Nhờ đồng chí tranh thủ tiến hành kiểm tra ngay cho, không thì đói cả đấy. Thược buông ba lô xuống đầu giường, khua tay đuổi mấy con muỗi ngày đang vo ve bay quanh mặt. Gã không chú ý lắm đến câu nói của Bích. Tâm trí gã vẫn bận theo đuổi câu hỏi chính là tại sao cả làng chỉ toàn thấy đàn bà. Gã hỏi: chị Bích nhỉ, tôi thấy xã ta chỉ có toàn đàn bà thôi là thế nào? Đàn ông đâu hết cả? Bích lắc đầu cười thân mật: rõ thật cái anh này, công tác ở cơ quan trung ương có khác. Thanh niên thì đi bộ đội hoặc bố trí ở các trạm phòng không duyên hải, anh đi qua không thấy hay sao? Còn các cụ bố lão thì dắt trẻ con đi sơ tán cả rồi, ở lại đây mà chờ máy bay Mỹ bỏ bom à? Dứt lời, Bích tất tả quay ra ngay, lúc nào cũng có vẻ vội vã. Tới cửa, cô quay vào bảo Thược: anh ổn định chỗ ăn ở đi thôi, tôi phải chạy sang bên công an có tí việc. Những ngày kế tiếp, Thược bắt tay ngay vào việc nghiên cứu tại hiện trường, lòng lâng lâng vui sướng. Nào có thấy bom đạn gì đâu,
máy bay thỉnh thoảng chỉ bay ngang, nhắm tới các mục tiêu quân sự. Còn những khu dân cư như xã Hòa Vinh này, có thấy chiến tranh đến gần bao giờ đâu mà chả hiểu tại sao Bích cứ hoảng sợ. Dân chúng gặp thược, có người nói xa nói gần, than vãn mãi về việc ủy ban bắt tháo gỡ nhà cửa, giường tủ để làm hầm trú ẩn. Thược nghe chỉ gật đầu. Gã không mảy may bận tâm. Chuyến công tác đột xuất này, tạm xa thành phố lần đầu tiên, không ngờ lại đem cho gã nhiều niềm vui, trái hẳn với dự kiến của Thược trước lúc lên đường. Niềm vui đầu tiên là ngay trên chuyến xe khách từ huyện về làng, Thược đã tình cờ ngồi sát ngay bên cạnh Mùi, thăm hỏi Mùi về xã Hòa Vinh, rồi cùng đi bộ một quãng đường mấy cây số ngang qua cánh đồng để vào làng nhận công tác. Lúc chia tay trước cửa văn phòng ủy ban, Mùi khách sáo bảo: "Có điều kiện mời anh ghé chơi, thế nào cũng phải giữ anh lại ăn với mẹ con em bữa cơm dưa muối." Tưởng chỉ là câu nói xã giao, không ngờ ngay chiều hôm sau, Thược hỏi thăm nhà Mùi và tới thật. Mùi cảm động lắm để Thược ngồi chơi với con trên nhà, còn nàng lao xuống bếp nấu cơm đãi khách. Tình cảm giữa hai người nở ra từ đấy, cho Thược những ngày vui chan hòa trong bước đầu công tác ở Hòa Vinh. Ngày ngày hội ý với chủ tịch Chu Thị Bích, lâu lâu nghe Bích bàn chuyện chính trị, bày tỏ lòng căm thù đế quốc Mỹ, Thược cũng làm bộ ầm ừ cho xong chuyện, mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bởi hình ảnh đang tràn ngập tâm trí Thược lúc này chỉ là Mùi và những bữa cơm không độn ăn với thịt lợn mà thôi. Ngày ngày làm việc trên cánh đồng, Thược chứng kiến từng đoàn phụ nữ đi qua đi lại, lao sao chuyện vãn hoặc vác súng y ạch tập chạy, tập bắn, tập báo động hay đánh trận giả. Tuy bận bịu, các cô cũng không quên liếc mắt nhìn Thược, chỉ trỏ bàn tán với nhau, khiến Thược càng thấy rõ mình là một thần tượng cao quý mà nhân dân đang ngưỡng vọng. Thược biết mình vừa lạc vào cõi thiên thai, chung quanh toàn là tiên nữ nước da đen sạm và vai u thịt bắp. Sau vài ngày làm việc, Thược gặp Bích và bảo: "Đề nghị chị chủ tịch bố trí cho tôi hai cô làm công tác cứu lúa." Bích đang sốt ruột vội đáp ngay: "Anh muốn lấy mấy cô cũng được." Chợt nhận ra câu nói vô tình của mình không được nghiêm túc lắm, Bích vội thêm: "Cứu lúa là công tác hàng đầu, tôi sẽ bổ sung ngay cho đồng chí, có cần thêm thì đồng chí cứ bảo tôi một tiếng." Thược cười đáp: "Tôi lấy hai cô đủ rồi." Câu nói ý nhị mà Thược cho là rất có duyên không làm Bích nhếch mép. Thược thấy rõ ở người con gái 25 tuổi ấy, lúc nào cũng ra vẻ trang nghiêm, cố giữ đúng tác phong của một cán bộ lãnh đạo. Cái áo cánh màu cỏ úa ôm sát tâm thân đẫy đà của Bích, hình như mặc từ hôm Thược đến lần đầu và tới nay vẫn chưa thay. Rồi cái quần đen bạc thách lúc nào cũng sắn tới bắp cá chân, ngay cả lúc không phải lội bùn, và dường như ngay cả khi Bích đi ngủ. Chức vụ chủ tịch xã có lẽ quá lớn đối với Bích, khiến đêm ngày Bích vùi đầu hăng say công tác, quên tất cả mọi chăm sóc riêng tư mà bản năng phụ nữ ở lứa tuổi của cô thường đòi hỏi. Giữa Bích và những cô gái trong đội dân quân hàng ngày ì ạch vác súng tập trận ngoài cánh đồng, Thược chẳng thấy có điểm nào khác từ bề ngoài cũng như khuôn mẫu tư tưởng đã đúc sẵn trong chế độ. Dưới mắt Thược bây giờ chỉ có mình Mùi là đáng yêu, vượt lên trên những cô gái tầm thường kia. Rõ ràng càng ngày Mùi càng đẹp ra. Các bà lắm chuyện bảo nhau: "Có hơi đàn ông vào nó khác đi chứ." Nhiều hôm chưa hết giờ lao động, Mùi đã ra tận cánh đồng đón Thược. Hai cô phụ tá bực mình báo cáo với Bích là Thược dành nhiều thì giờ lo cho Mùi hơn cả công tác trên giao phó. Bích ấm ức lắm, nhưng chỉ lầu bầu chửi một mình chứ chưa dám thẳng thắn phê bình Thược. Một phần vì nể người chuyên môn, một phần vì sợ Thược giận bỏ về trung ương thì mấy trăm mẫu lúa Hòa Vinh chỉ có nước nằm phơi mình chờ sâu dậy ăn hết. Sang tuần lễ thứ ba, Bích sốt ruột mời Thược dự buổi họp, có mặt đầy đủ cả ủy ban và ưu tư nhập đề một cách tế nhị. "Huyện vừa điện xuống hỏi thăm việc cứu lúa của xã ta đến đâu rồi. Tôi chưa dám giả nhời vì chưa nắm vững. Tôi khất với huyện là chiều nay sẽ cố đúc kết công tác sau gần một tháng anh về đây. Vậy phiền anh cho biết tình hình cụ thể để tôi trình lên huyện."
Thược biết đây không phải là thắc mắc của Hiện mà là của riêng Bích, nhưng Bích đổ cho Huyện để thúc giục Thược phải năng nổ hơn. Thược chậm rãi hút thuốc lào rồi đưa mắt nhìn khắp lượt mấy khuôn mặt trong ủy ban và bình thản đáp: Báo cáo chị là tôi đã nắm cả rồi, chị cứ an tâm. Có hai giả thuyết về nguyên nhân bệnh vàng lúa, tôi nêu ra đây rồi ta tuần tự nghiên cứu lại và tìm phương án xử lý. Thứ nhất, bệnh vàng lúa là do một loại siêu vi trùng truyền bệnh qua những con bọ dày đuôi đen. Giống bọ này sinh trong cỏ, đẻ trứng vào bẹ lúa, lá lúa rồi hút nhựa lúa mà sống. Như vậy thì lúa phải chết. Bích nóng nảy ngắt lời: Vâng, thế thì phương án chị định ra sao đồng chí đề xuất ngay cho? Nguy đến nơi rồi, đói đây đồng chí ạ. Cả phòng họp cùng mở to mắt đăm đăm nhìn Thực chờ đợi. Gã bưng cốc nước chè tươi làm một ngụm rồi mới thản nhiên trả lời: Nếu ta chấp nhận giả thuyết này thì phương án trị bệnh đơn giản lắm. Chỉ cần lấy thật nhiều thuốc vô pha tóc loại cực mạnh xịt vào cỏ cho chết sạch giống bọ đuôi đen là xong. Bọ này chết thì tất nhiên là lúa lại tốt như thường. Bích thở dài ngao ngán vì câu nói huề vốn của Thượng. Bên cạnh Bích, các đồng chí trong ủy ban cũng đều lộ vẻ thất vọng khi nghe cán bộ chuyên môn phun ra một đề nghị hết sức hoang tưởng. Ủy viên thường trực ghé tai phó chủ tịch thì thầm: Nói thế thì đứa bé lên ba cũng nói được, cần gì phải nhờ đến kỹ sư nông nghiệp. Tiếng than tuy nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy. Họ gật đầu nhất trí ngay, bởi lấy đâu ra thuốc vô pha tóc mà đem xịt cho cả mấy trăm mẫu ruộng. Nếu có thuốc thì người ta đã chẳng phải gọi Thược về đây. Bích thở dài hỏi Thược: Thế còn giả thuyết thứ hai thế nào, đồng chí cho biết luôn thế. Thược đáp: Giả thuyết thứ hai ấy, là bệnh vàng lúa do một loại siêu vi trùng yếm khí sinh nở ở rễ lúa. Loại siêu vi trùng này sợ ánh nắng và không khí. Nếu giả thuyết này đúng thì ta chỉ việc cho rẽ ruộng, tháo nước để ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho đất khô thì siêu vi trùng sẽ chết hết. Cả Bích và phòng họp đều im lặng đưa mắt nhìn nhau. Trị bệnh cách này tuy không cần thuốc nhưng công lao động tốn quá, lấy người đâu mà thực hiện. Bích ngờ vực hỏi lại: Hai giả thuyết đồng chí vừa nêu, cho đến giờ này thì đồng chí vẫn chưa dứt khoát giả thuyết nào là đúng, phải không? Thực gật đầu đáp: Báo cáo chưa, nhưng mà chỉ nội vài hôm nữa tôi sẽ có kết luận cụ thể. Bích u sầu kết luận: Thôi thì tùy đồng chí, cả xã chỉ trông vào đồng chí thôi đấy. Rồi Bích tuyên bố bế mạc buổi họp. Cô không dám nặng lời với Thược, nhưng trong thâm sâu cô rất bực bội vì cho rằng Thược lơ là công tác, phí phạm ba tuần lễ vừa qua. Mà nguyên nhân của sự lơ là ấy chính là Mùi. Vốn đã sẵn không ưa Mùi từ lâu, nay Bích lại càng thô Mùi. Tuy thế Bích vẫn sợ Thược sẽ bỏ về tỉnh, nên chưa bao giờ cô đả động đến Mùi trước mặt Thược. Thậm chí có hôm Mùi bị công an bắt vì khám trong người phát hiện được mấy cân thịt lợn lậu. Mùi mua ở làng bên cạnh, bó vòng quanh bụng rồi mặc chiếc áo tơi ra ngoài. Thì chính Bích lại chạy sang đồn công an xin tha cho Mùi để làm vừa lòng Thược. Ngoài những đãi ngộ tinh thần tương tự như vậy, Bích còn cẩn thận thêm cả khoản bồi dưỡng vật chất cho Thược nữa. Chẳng hạn như tối nào cũng tăng khẩu phần khoai luộc ngoài tiêu chuẩn cho Thược. Trung đội dân quân canh gác, các trạm biên phòng luôn phiên nhau thức đêm khẩn khoản xin tăng khẩu phần phụ trội khoai lang để ăn đêm đã mấy năm nay mà Bích vẫn chưa chấp thuận. Trong khi Thược chưa hề mở miệng mà Bích lại tự ý cấp phát thì đủ biết vai trò của Thược đối với xã Hòa Vinh quan trọng đến mức nào. Vậy mà Thược dường như không nhìn ra, cứ bỏ bê công tác chỉ vì một bụng đàn bà quá chồng đã có con riêng. Bích tức lắm, mấy lần toàn báo cáo lên huyện rồi nghĩ đi nghĩ lại thôi, nhẫn nhục chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Nhưng rồi một hôm, quan hệ giữa Bích và Thược bỗng tình cờ đổi khác. Chiều hôm đó, Bích chủ tọa buổi họp toàn ủy ban để nghe báo cáo về hai mặt sản xuất và phòng thủ. Thược ngồi ngay bên cạnh Bích chờ đến phiên mình phát biểu. Nhưng Bích mới nói được vài câu khai mạc thì tiếng báo động vang lên khắp nơi. Kẻng, mõ, thùng thiếc, người la ơi ới, chân chạy thình thịch, chen lẫn tiếng trẻ con khóc như di. Người ta nhốn nháo hét lên: Máy bay, máy bay! Lập tức không ai bảo ai,
phòng họp túa ra tứ phía, đa số nhảy vội xuống giao thông hào và dãy hầm tập thể bên cạnh trạm y tế. Riêng Bích thì điềm tĩnh lắm. Trong lòng cô lo lắng thế nào không cần biết, nhưng bề ngoài cô luôn luôn phải thể hiện rõ tác phong lãnh đạo, không có quyền bạc nhược. Cô đứng trước văn phòng hò hét một hồi cho nhân dân nhìn thấy mình can đảm, rồi mới chạy ra cửa sau, tụt xuống căn hầm nhỏ kín đáo mà ủy ban cho đào từ cả năm nay. Lần đầu tiên gặp tình huống đột xuất, Thược không biết xử trí thế nào, đành cứ bám sát theo Bích. Thấy Bích lao xuống hầm, Thược cũng luống cuống nhảy xuống và đậy nắp hầm lại. Mặt gã tái mét không còn giọt máu. Trên chiếc ghế băng kết bằng mấy ống tre, Bích và Thược lo âu ngồi sát bên nhau, thòng chân xuống vũng nước, lúc nào cũng ngập tới mắt cá chân. Trong bóng tối mờ mờ của căn hầm, diện tích chỉ bằng chiếc chiếu, mùi đất ẩm bốc lên làm Thược rất khó chịu, nhưng đành cứ phải ngồi yên chịu đựng. Bởi liếc qua bên cạnh, thấy nét mặt đăm chiêu của Bích, Thược hiểu rằng tình hình thật sự khẩn trương, chứ không phải chỉ là chuyện tập dượt như hàng ngày gã vẫn nhìn các cô trong đội dân quân trên cánh đồng. Hai người ngồi như thế rất lâu, lắng nghe tiếng bom nổ từng hồi liên tục xa xa ngoài mé đê. Tiếng máy bay nhào lên lộn xuống, lúc thì thấy như là ở rất xa, rồi lúc lại có cảm tưởng như đang ầm ầm kéo đến, chuẩn bị dội bom ngay trên đầu Thược và Bích. Cả tiếng đồng hồ không ai nói câu gì. Một bàn tay Thược vô tình đặt trên đồi Bích từ lúc nào mà cả hai cũng không để ý. Mãi đến khi hai chiếc phản lực bỏ đi xa hẳn, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh và đã nghe lao sao có tiếng người nói trên miệng hầm, Bích toàn đứng dậy thì mới giật mình nhận ra bàn tay Thược để trên đồi mình. Lạ thay, bàn tay ấy Bích đoán là nó đã nằm ở vị trí đó liên tục từ lúc hai người chui xuống đây, nghĩa là cả tiếng đồng hồ rồi. Mà sao cô chẳng biết, bây giờ mới thấy một cảm giác lạ chợt đến. 25 năm của đời con gái, chưa bao giờ Bích được nếm trải thứ cảm giác ấy. Nó lâng lâng nhẹ nhàng như làn hơi ấm mong manh từ đâu xâm nhập vào hồn cô một cách rất êm ái. Rồi ngay lập tức, cái cảm giác kỳ diệu ấy đã từ bắp đùi vạm vỡ của Bích tiến nhanh tiến mạnh lên toàn thân cô, khiến cô chợt thấy rạo rực. Trái tim cô đập thình thịch, mặt cô nóng bừng bừng, nhưng không dám quay sang nhìn Thược, cứ ngửa mặt lên làm ra vẻ đang chú tâm nghe ngóng hai cái máy bay địch. Thật sự lúc này đã bỏ đi cả nửa giờ rồi. Cô mong hai thằng giặc lái trở lại tiếp tục bắn phá, để cô được kéo dài giây phút thần tiên hiếm quý của tuổi dậy thì muộn màng vừa mới đến với cô hôm nay. Thược thì không vô tình, gã đã đặt bàn tay lên đùi Bích một cách cố ý, và gã biết rõ lúc đầu Bích không chú ý. Bây giờ thì Thược tin chắc Bích đã biết rồi, nhưng dĩ nhiên Thược chủ quan cho rằng Bích ngầm đồng ý chấp nhận bàn tay gỡ gạc của gã. Nghĩ thế, Thược quay mặt đi khẽ mỉm cười trong bóng tối. Rồi tiếng bước chân và tiếng nói chuyện trên miệng hầm mỗi lúc một nhiều hơn. Bích ngượng ngùng lúng túng đứng dậy bảo Thược. Chắc nó đi hẳn rồi, chả dám dở lại nữa đâu, mình lên thôi anh. Câu nói dịu dàng lần đầu tiên Thược nghe ở Bích khiến gã càng mạnh dạn nắm tay Bích giữ lại và bảo. Khoan hẵng lên, giặc lái Mỹ nó bạo lắm, thế nào nó chẳng ngoan cố vòng trở lại. Ngồi thêm tí nữa đã, cảnh giác vẫn hơn. Như một phản xạ tự nhiên hoặc do sự thúc đẩy của một tiếng gọi huyền diệu nào đó, Bích lại ngồi xuống sát vào người Thược. Thược quàng cánh tay qua lưng Bích và nghiêng đầu chạm vào vai Bích. Gã ngửi thấy mùi mồ hôi pha lẫn rơm rạ thoang thoảng bốc ra từ mái tóc rối bù của Bích. Một lúc khá lâu sau, tiếng nói, tiếng chân người trên miệng hầm càng lúc càng rõ hơn, và dường như có ai gọi tên Bích. Cô mới khẽ đẩy Thược ra và lần này dứt khoát đứng dậy bảo. Thôi, để lúc khác. Thế là rõ ràng Bích đã công khai trao một lời hẹn hò với Thược. Lúc khác là lúc nào? Thược tự hỏi. Ngộ nhỡ máy bay Mỹ không quay trở lại bắn phá nữa thì làm gì có dịp nhảy xuống đây để ôm nhau. Thược hơi tiếc rẻ, nhưng nghĩ đến cương vị lãnh đạo của Bích, gã đành bảo. Ừ, thôi thôi Bích lên trước đi. Bích đưa tay đẩy nắp hầm. Tự nhiên cô cảm thấy tội lỗi và nhớn nhác lo âu, vì có cảm tưởng tất cả dân làng đều đã biết rõ cô chui xuống đây không phải để tránh bom, mà chỉ để hẹn hò với Thược. Cô đứng lên mặt ghế, lấm lét ngó quanh rồi lấy đà leo lên.
mặt tái nhợt, tim đập thình thịch. Phía dưới Thược đưa tay đỡ đùi và mông Bích vì sợ nàng tuột tay ngã xuống. Bích đứng ở miệng hầm, cúi xuống và nói nhỏ: "Không có ai cả, lên đi anh." Qua nét mặt, dáng điệu và cử chỉ, Thược biết rằng cô chủ tịch quanh năm nghiêm túc hôm nay đã bắt đầu dao động mạnh vì gã. Thược cười cười bò lên, nhìn Bích âu yếm rồi hân hoan rẽ về phòng riêng. Bích cũng đi nhanh vào trụ sở, như sợ có ai bắt gặp cô đứng một mình với Thược. Mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Người ta lố nhố leo lên từ giao thông hào và các miệng hầm, tiếng chân chạy thình thịch, tiếng người thăm hỏi nhau, phỏng đoán về vị trí ném bom và sự thiệt hại do hai chiếc máy bay gây nên ở ven đê. Chỉ riêng chủ tịch Chu Thị Bích ngồi trong văn phòng trụ sở ủy ban đã quên hẳn câu chuyện máy bay bắn phá để trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời, về những khúc quanh tình cảm đột xuất đến với cô mà từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ trải qua. Từ hôm ấy, Bích bắt đầu khổ sở. Cô nhận ra bấy lâu nay mình ăn mặc tồi tàn quá. Ít khi dân làng thấy cô thay chiếc áo cánh màu cỏ úa, có hai miếng vá ở khuỷu tay. Dĩ nhiên chẳng phải cô nghèo đến độ ấy. Phiếu vải 4 mét cấp phát hàng năm, nhà nước có thể thiếu nợ nhân dân, chứ đời nào không đến tay đảng viên và cán bộ chính quyền. Nhưng cô muốn nêu tấm gương cần kiệm liêm chính, cho nên quanh năm chỉ khoác lên người cái quần đen bạc màu và cái áo cánh cũ kỹ đã sờn cổ. Hôm nay cô nhìn lại mình, thấy nó không còn phù hợp với trái tim đang rung động tha thiết của cô nữa. Nhưng khổ một nỗi là tự dưng thay đổi y phục thì kỳ quá, sẽ tạo một dấu hỏi lớn cho mọi người chung quanh bàn tán. Mà để nguyên như thế này thì so với Mùi, Bích chẳng khác gì đứa ăn mày. Kể từ hôm ấy, mỗi lần gặp Thược, Bích hay đem Mùi ra nói xấu, nhấn mạnh đến những mặt tiêu cực của Mùi. Chẳng hạn như Mùi thuộc thành phần làm ăn cá thể, không chịu vào hợp tác xã, buôn bán bóc lột, lười lao động, lại ngoan cố không chịu gửi con cho bà ngoại đem đi sơ tán. Thậm chí Bích còn mang cả những lý luận rất duy tâm ra để chê Mùi. Chẳng hạn như Mùi có tướng sát phu vì có cái nốt ruồi dưới mí mắt. Thược cười thầm vì cô chủ tịch xã chỉ vì mê trai bỗng chốc biến thành bà thầy bói rất lão luyện. Chỉ có một điều đáng nói là những lý luận thoạt đầu rất vô lý của Bích để công kích Mùi, dần dần Thược thấy xuôi tai, khiến gã bị lung lạc. Gã bắt đầu nhạt hẳn cảm tình với cô hàng thịt. Và ngay khi tình yêu phai nhạt, Thược cũng nhận ra, hay đúng hơn, gã cố tìm ra được những khuyết điểm ở Mùi. Gã thấy Mùi tuy mang tiếng là dân buôn bán, nhưng bản tính rất buồn xỉn. Đành rằng Mùi vẫn cho Thược ăn thịt lợn, nhưng nồi thịt của Mùi thường kho mặn chát để cả nhà cầm cự suốt tuần lễ. Tính ra chưa bao giờ Thược được ăn một bữa thoải mái, gắp từng miếng to, ngồm ngoàm nhai với cơm trắng. Cái món quý giá nhất đối với Thược là lòng lợn luộc chấm mắm tôm chanh, thì Mùi chỉ đãi gã có một lần duy nhất hôm mới gặp. Thành ra tuy mang tiếng lấy người yêu bán thịt, mà Thược cũng chẳng hưởng được bao nhiêu. Thược còn nghĩ thêm được rất nhiều cái đáng ghét khác ở Mùi, và tự kết luận rằng bỏ Mùi cũng chẳng có gì đáng tội nghiệp. Trực giác người đàn bà luôn luôn bén nhạy. Mùi nghe phong thanh thiên hạ xa gần bàn tán về quan hệ giữa Thược và Bích, nàng lo lắng lắm, chờ dịp gặp Thược và dò ý: "Thế đến bao giờ chúng mình mới làm lễ tuyên bố?" Thược từ chối khéo:
cả nước đang đánh giặc, mình lại lo cưới nhau. Anh thấy thế nào ấy? Tiêu cực quá. Mùi bực lắm. Thằng đàn ông khốn nạn này bắt đầu dở chứng rồi đấy. Tuy thế nàng vẫn phải nhịn và nài nỉ. Chúng mình nhớn cả rồi, xây dựng là vừa, chứ còn đợi đến bao giờ? Hôm nọ anh đã hứa với em rồi kia mà. Thược ậm ừ câu giờ, nói một câu vô nghĩa. Ừ, để từ từ anh tính xem. Nhưng thế nào thì cũng phải về Hà Nội thưa chuyện với bố mẹ anh đã. Mình đi ngang về tắt thế nào được? Mùi thấy nghẹn trong cổ, uất ức hỏi bằng giọng sắc sược. Thế sao dạo mới gặp em, anh bảo là bố mẹ anh chết sạch cả rồi? Anh khoe với em mà anh là con gia đình liệt sĩ cơ mà. Thược u ớ đáp. Ừ thì bố mẹ đẻ anh mất lâu rồi, nhưng mà anh ở với bố mẹ nuôi từ bé, thành ra thì cũng xem như là bố mẹ đẻ. Mùi ứa gan không nói được nữa. Thằng mất dạy này mấy tháng nay cơm no bỏ cưỡi, bây giờ ngang nhiên trở mặt chỉ vì Bích. Lâu lắm Mùi mới lạnh lùng bảo. Thôi được rồi, anh chẳng cần phải nói nữa, tôi hiểu lòng dạ anh rồi. Và từ đó Mùi không đến tìm Thược nữa. Về phần chủ tịch Bích, cô biết mình đang sắp thành công. Cô thấy rõ Thược lơ là hẳn việc đi lại với Mùi. Tuy vậy, muốn cho chắc ăn, cô tìm cách thu xếp để Thược bận bịu nhiều hơn, nhất là vào buổi tối, để Thược khỏi nhàn rỗi mà đi tìm Mùi. Cô bố trí cho Thược thêm công tác dạy tiếng Anh cho trung đội dân quân, đề phòng trường hợp họ bắn hạ được phi công Mỹ thì biết cách mà ra lệnh. Khả năng của Thược chỉ biết được độ 10 câu tiếng Anh ngắn gọn mà chính gã đã học ở cơ quan. Nhưng các cô trong đội dân quân nhìn Thược bằng cặp mắt cực kỳ thán phục. Quanh quẩn chỉ có mấy chữ mà các cô cứ vừa học vừa lăn ra cười với nhau vì cách phát âm lạ lùng quá. Thược dặn, không nhớ thuộc lòng được ấy, thì chép vào tờ giấy rồi cất trong túi áo. Hễ bắt được giặc lái Mỹ thì lấy giấy ra mà đọc cho nó nghe. Rồi Thược chép lên bảng đen để các cô ghi lại. Một bên là tiếng Việt, một bên là phần phiên âm tiếng Anh. Giơ tay lên, nằm sấp xuống. Súng lục của mày đâu? Đám học viên toàn phụ nữ, nghịch như giặc. Có cô bạo dạn chọc ghẹo Thược. Thưa anh, chúng em có phải bắt nó cởi quần ra không ạ? Càng ngày Thược càng gắn bó với Bích hơn. Công tác cứu lúa làm lấy lệ, chẳng có kết quả gì. Lớp Anh Văn cũng chỉ là dịp để giải trí mà thôi. Hình ảnh của Mùi với cái dáng nhanh nhẹn và ánh mắt thật đa tình đang phai nhạt dần trong trí Thược, để thay thế bằng cô chủ tịch đẫy đà, lúc này cũng đang lột xác, chăm sóc dung nhan và áo quần khác hẳn mấy tháng trước. Nếu có phút nào Thược chạnh lòng nhớ đến Mùi thì cũng chỉ là nhớ những bữa thịt lợn kho mặn mà thôi, chứ quan hệ tình cảm giữa Mùi và gã đã hoàn toàn như đống tro lạnh. Từ ngày yêu Thược, Bích ít khi về nhà. Buổi tối, bà mẹ ngạc nhiên và lo lắng hỏi con. Này, làm việc gì thì cũng phải có giờ có giấc chứ, đêm hôm cứ đi biển biệt là thế nào? Bích phân trần. Công tác phòng thủ mẹ, huyện mới chỉ thị là phải tăng cường kiểm tra ven biển, sợ tàu Mỹ đột xuất xâm nhập đánh phá ban đêm. Thành ra tối nào con cũng phải đi tuần, rồi về ngủ luôn ngoài trụ sở cho nó tiện. Thật ra thì Bích muốn gần gũi người yêu, bởi buồng ngủ của Thược nằm sát ngay bên hông trụ sở ủy ban. Đêm đêm gã có thể bình thản chui sang nằm ôm Bích tới sáng. Nói chung Thược sống những ngày hết sức lý thú bên cạnh hàng ngàn người dân sơ sát lo âu. Những gian díu vụng trộm một cách táo bạo diễn ra hàng đêm tại trụ sở không khỏi làm Bích đôi khi áy náy vì mặc cảm tội lỗi. Những khi bình tâm nghĩ lại, phấn đấu tư tưởng, rằng co day dứt giữa tình cảm và nhiệm vụ, Bích thường thở dài tự trách mình yếu đuối và thấy không xứng đáng với sự tin cậy của đảng ủy. Ngay cả lúc nằm ôm Thược, cũng có khi Bích ngậm ngùi thủ thỉ. Em chẳng bao giờ ngờ em lại tệ đến thế này. Huyện ủy mà phát hiện được thì thế nào cũng kỷ luật em, không khéo khai trừ khỏi đảng cũng nên.
Thực nhẹ nhẹ xoa bàn tay trên cái lưng tấm phản của Bích và gạt đi. Kỷ luật cái gì, bất quá thì phê bình vài câu là cùng. Nhưng mà em yêu anh thì ai có quyền phê bình, miễn là em không lơ là công tác thì thôi chứ. Bích nằm im ngẫm nghĩ. Thược nói nghe cũng hợp lý, nhưng Bích vẫn thấy quan hệ tình cảm giữa cô và Thược có cái gì sai trái đối với cả cha mẹ cũng như với các đồng chí. Cho nên cứ sau mỗi đêm ân ái với Thược, sáng ra cô hối hận tự nhủ sẽ phải chấm dứt. Và để bù lại hành vi thoái hóa đó, cô siêng năng lao mình vào công tác, xông xáo ra cánh đồng, tham quan các đơn vị chiến đấu và sản xuất, cố tình bắt mình bận rộn để quên phứt Thược đi. Nhưng rồi một buổi chiều về, ăn bữa cơm với gia đình xong, cô lại thấy trống vắng và mắt trước mắt sau lại kiếm cớ mò ra trụ sở. Có đêm cô đã dứt khoát ngủ nhà, nhưng chăn trở cả mấy tiếng đồng hồ, không sao ngủ được, cô lại ngồi dậy mò ra giếng tắm, rồi lấy đèn pin và ra trụ sở, đốt đèn vờ vịt đọc văn thư một lúc, rồi chui sang nằm với Thược. Tấm thân mỡ màng của cô làm cái chõng tre của Thược kêu lên răng rắc như sắp gãy hết nan. Cô nhõng nhẽo bảo Thược: Em hư quá anh nhỉ. Câu nói vờ vịt của Bích không làm Thược bận tâm, nhưng để tỏ ra tế nhị, gã cũng vờ vịt lại bằng một câu sáo ngữ hơn: Lỗi tại anh cả, tại anh quyến rũ em. Nhưng mà xét cho cùng thì đâu có ai có quyền quản lý trái tim của em. Rồi Thực cười cười trong bóng tối và luồn tay vào trong áo của Bích theo thói quen thường lệ. Bích gỡ tay Thực ra và bảo: Nói chuyện nghiêm túc một tí đã. Em nghĩ kỹ rồi anh ạ. Anh nói phải đấy. Yêu nhau đường đường chính chính thì chả sợ ai, còn cứ lén lút mãi như thế này thì em chịu thôi. Em sợ lắm. Thế bây giờ em hỏi thật câu này, anh có bằng lòng cưới em không? Em sẽ báo cáo lên huyện, rồi xin đảng ủy với ủy ban đứng ra tổ chức lễ tuyên bố cho chúng mình đẹp biết bao. Bích nói say sưa theo mộng ước lãng mạn mà cô mơ tưởng từ mấy tháng nay. Nhưng Thực thì tái mặt vì đề nghị quá bất ngờ của Bích làm gã liên tưởng ngay đến Mùi. Mấy cô gái nhà quê này không biết thân biết phận, cứ mở miệng ra là đòi làm vợ Thược. Gã tự nhủ rồi lấy lại điềm tĩnh trả lời Bích bằng luận điệu đã từng nói với Mùi: Anh cũng đang nghĩ như em, nhưng mà lật đi lật lại vấn đề thì anh thấy vẫn còn vướng mắc chưa xong. Cả nước đang đánh giặc, mình lo cưới nhau, anh thấy thế nào ấy? Em đang chỉ đạo cả một xã, vừa sản xuất vừa phòng thủ, trên ngó xuống dân trông vào. Em thử nghĩ lại mà xem, cưới nhau lúc này có tiện không? Anh lo là lo cho em thôi, chứ còn anh là cán bộ chuyên ngành thì có ăn thua gì. Thư thư một thời gian nữa đã. Đấy, đến ngay cái bệnh vàng lúa mà cả anh lẫn em nghiên cứu đêm ngày vẫn chưa có kết quả, huyện cứ dục như là dục đò. Thế mà bây giờ tự dưng mình lại báo tin là chủ tịch xã sắp lấy chồng thì... Anh nói ít chắc em hiểu nhiều. Giọng Thược cực kỳ tha thiết đến nỗi Bích không nhận ra sự xảo trá của gã, mà trái lại còn cảm phục vì thấy gã thật tâm lo cho vai trò lãnh đạo của mình. Bích siêu lòng ngồi bật dậy và bảo: Anh nói phải đấy. Em thật lu gan lu ruột, trước mặt còn bao nhiêu công việc, nhưng em chỉ sợ mai kia xong công tác ở đây về đến Hà Nội là anh quên em ngay. Thược kéo Bích nằm xuống rồi lật người nằm úp lên trên. Chiếc chõng tre cũ kỹ lại được một dịp kêu lên răng rắc, tưởng như sắp đổ ụp xuống. Để Bích hỏi hỏi lôi thôi khó trả lời, Thược lần bàn tay xuống và cởi dây rút quần nàng ra. Rồi tình hình chiến sự càng ngày càng khẩn trương hơn. Theo sự đánh giá của đảng, nhân dân càng ngày càng lung lạc, phong trào đòi hòa bình nhen nhúm trong quần chúng, lan truyền dỉ tai rất nhanh. Gia đình nào cũng đòi chấm dứt chiến tranh để con em khỏi vượt Trường Sơn, sinh Bắc tử Nam. Bích được chỉ thị phải lập đội văn công trong chương trình Tiếng Hát Ác Tiếng Bom nhằm động viên nhân dân đánh giặc. Công tác cũng dễ thôi, bởi vì rất nhiều cô gái trong làng sẵn sàng gia nhập.
tập hát tập múa dĩ nhiên nhàn hạ hơn cuốc đất đắp đê. Đêm ra mắt, Bích rủ Thược đến xem, ngồi ngay ở hàng ghế đầu bên cạnh các đồng chí lãnh đạo xã, say mê theo dõi từ đầu đến cuối. Hết chương trình, cả đoàn kéo xuống vây quanh Bích để nghe cô nói vài lời động viên. Bích khoác vai cô ca sĩ chính và thân mật bảo: "Mình không ngờ Kim Lan hát hay như vậy, chuyên nghiệp mà cũng chưa chắc gì ăn đứt được đâu." Rồi quay sang Thược, Bích nói: "À quên, giới thiệu với Kim Lan, đây là kỹ sư Thược, về làm công tác cứu lúa cho xã ta." Kim Lan nghiêng đầu nhìn Thược cười: "Em biết rồi, chị chả phải giới thiệu." Thược gật đầu chào và nói: "Vâng, tôi vẫn được nghe cô hát trong giờ giải lao của đội dân quân, nhưng mà hôm nay cô mặc đẹp quá, tôi nhận không ra. Mặc đẹp mà lại hát hay nữa chứ." Bích vui vẻ chen vào: "Anh Thược mà khen thì phải biết, anh ấy ở Hà Nội dự bao nhiêu buổi văn nghệ của đoàn văn công trung ương rồi đấy." Kim Lan mừng rỡ: "Cảm ơn anh có lời động viên em." Rồi đám bạn bè kéo Kim Lan đi, Thược đứng ngó theo mãi cho đến khi bóng nàng lẫn hẳn vào trong đám đông quần chúng, Thược mới quay lại gật gù bảo Bích: "Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân, các cụ nói chả sai tí nào. Con bé này anh vẫn gặp hàng ngày, thế mà hôm nay diện lên nom khác hẳn." Thế là cả Bích lẫn Mùi đều trở thành những bóng mờ trong trí Thược. Gã bắt đầu để ý và tìm dịp gặp Kim Lan nhiều hơn. Một hôm, ngồi với Kim Lan ở bờ đê, Thược gạ gẫm: "Anh thấy một người có giọng tốt như Lan không phải là dễ tìm. Anh đề nghị Lan nên tham gia ban văn công chuyên nghiệp. Chứ hát làm gì ở cái xó làng nhà quê này, ai biết mình là ai?" Kim Lan hồi hộp nhìn Thược: "Nhưng em biết đằng nào mà mò lên tỉnh, gặp ai trên ý mới được chứ." Thược tỏ phong độ: "Gặp anh chứ còn gặp ai, trên tỉnh chỗ nào anh chẳng quen. Mà nói gì đến tỉnh, tiếng hát của em ấy, cứ lên thẳng Hà Nội người ta cũng nhận ngay kia mà. Trưởng đoàn ca múa trung ương là bạn thân của anh." Kim Lan sung sướng đê mê, hình dung ra một chân trời đang mở rộng đón chờ nàng ở thủ đô. Thược chính là cái nhịp cầu sẽ đưa nàng lên đài danh vọng. Từ đó Kim Lan tự ý tìm Thược thường xuyên hơn. Và nàng ngầm hãnh diện là vì nàng đã đẩy được cả Mùi lẫn Bích ra khỏi trái tim Thược. Những buổi tối sau một ngày dài lao động, Kim Lan thường lấy cớ đi tập hát để hẹn hò riêng tư với Thược. Lẽ dĩ nhiên, nàng không thể đến chỗ Thược, bởi ở đó nó nằm sát bên hông trụ sở ủy ban, nơi Bích vẫn hay lui tới. Điểm hẹn kín đáo của hai người là cái lò gạch cũ ngoài ven đê mà ban ngày trẻ chăn trâu và thợ cày thường ghé lại nghỉ giải lao và ăn trưa. Lần nào gặp nhau sau những vồ vập ôm ấp kéo dài chừng nửa tiếng, Kim Lan đều hối thúc Thược mau mau về Hà Nội. Nhưng Thược cứ khất lần mãi vì công tác cứu lúa chưa hoàn tất, mà có lẽ muôn đời sẽ chẳng bao giờ hoàn tất. Tuy vậy, gã cứ hứa chắc như đinh đóng cột, khiến Kim Lan hết sức tin tưởng. Bích đắng cay thấy rõ Thược càng ngày càng né tránh mình, đúng là nuôi ong tay áo. Tự dưng giới thiệu Kim Lan cho Thược để giờ này mua lấy khổ lụy. Nhưng ở cương vị của Bích, nàng chỉ có cách cắn răng chịu đựng, chứ không thể nào lồng lộn chửi bới Thược để tự khai cho thiên hạ biết câu chuyện gian díu giữa hai người. Có hôm nhân đi tham quan nông trường muối, Bích tạt ngang chỗ Thược làm và nghiêm nghị bảo: "Đồng chí thu xếp về tỉnh đi thôi, ngày mai tôi sẽ đề nghị ủy ban chấm dứt công tác của đồng chí. Cứu lúa mấy tháng này không có kết quả gì." Thược biết Bích giận chuyện riêng tư nên mới phun ra câu ấy để dọa Thược, chứ trên thực tế xã không dám trả Thược về, bởi đuổi Thược đi thì mai sau khi cần xin cán bộ chuyên môn sẽ rất khó. Nắm vững được yếu tố ấy, Thược nghênh ngang nhìn Bích như thách thức: "Vâng, thế thì cảm ơn đồng chí lắm. Tôi cũng đang định xin đồng chí cái giấy chứng nhận chấm dứt công tác để về Hà Nội. Ở mãi cái xó nhà quê này chán lắm." Bích chua chát đáp: "Vâng, tôi có nhà quê nhà mùa thì anh mới dễ dụ dỗ, dễ lừa gạt. Chứ nếu
văn minh như đàn ông Hà Nội thì tôi đã chả khổ. Nói chưa dứt câu, nước mắt đã lưng tròng. Bích héo hắt quay đi. Đã lâu Bích không còn ra ngủ ngoài trụ sở nữa. Mẹ Bích mừng rỡ thấy con ít vắng nhà buổi tối, nhưng không biết nỗi khổ đang dày vò con từng đêm trong căn buồng quạnh vắng, đầy bóng tối dày đặc bao phủ. Từ thuở mới lớn, Bích chỉ biết căm thù đế quốc Mỹ. Giờ đây có thêm một đối tượng mà Bích còn căm thù hơn cả đế quốc Mỹ, đó là Thượng. Mùi dĩ nhiên cũng căm giận không kém, bởi đã tốn cho Thượng mấy chục cân thịt lợn mà vẫn không níu chân được gã. Nhưng Mùi thì hoàn toàn không có phản ứng gì. Nàng biết thân biết phận, dù sao cũng đã có một đời chồng, lại đeo đứa con riêng, leo như thế là quá cao, có ngã đau cũng là chuyện thường. Riêng cô bé Kim Lan, những ngày háo hức cũng trôi qua rất nhanh, cho đến một hôm cô thấy mình đổi khác, có những triệu chứng kỳ lạ của cơ thể khiến cô mất ăn mất ngủ. Ngộ nhỡ có chữa thì làm sao đây? Hàng trăm lần cô tự đặt ra câu hỏi hãi hùng ấy và tự tìm cách trả lời, nhưng hoàn toàn bế tắc. Những đêm vụng trộm ở lò gạch quằn quại trong cánh tay Thượng, chẳng bao giờ cô mường tượng trước cái viễn ảnh đen tối hôm nay. Cô chạy đi tìm Thượng thì lần nào gã cũng tươi cười trấn an: đã bảo là không có gì đâu mà hãi. Kim Lan bắt đầu khóc nho nhỏ: anh thì lúc nào cũng nói thế, em mà chịu hoang thì chắc là em chết mất, mẹ em đánh em chết mất thôi. Thượng đứng yên như tượng đá, bề ngoài nói cứng nhưng trong lòng gã cũng bối rối khôn tả. Kim Lan nắm áo Thượng sụt sùi hỏi: Anh có làm sao không anh? Em bắt đền anh đấy, nếu chẳng may em có mang thì anh tính làm sao đây? Thượng đáp liều: lo gì thì anh cưới em chứ làm sao. Kim Lan lau nước mắt hồi hộp nói: thật nhá, anh thề nhá, không thì em chỉ có nước lao đầu xuống bể thôi. Thượng gật đầu: thật mà, em cứ để anh lo. Giá cứ ở mãi bên Thượng mà nghe những lời hứa hẹn đấy thì Lan cũng tạm quên cảnh trái ngang hiện tại. Nhưng mỗi khi về nhà, nằm quạnh quẽ một mình thao thức trong căn buồng vắng, bao nhiêu cảnh tối đen lại hiện ra bám chặt lấy cô. Một cô gái trẻ đẹp, con đường văn nghệ đang lên, bỗng chốc vác cái bụng vô thừa nhận. Nàng cố quên những ám ảnh cứ đè nặng liên tục trong giấc ngủ đầy ác mộng. Rồi thằng Sở Khanh kia cuốn gói về Hà Nội thì biết đường nào mà tìm. Lan tự trách mình đã quá ngây thơ, biết rõ Thượng từng phụ bạc Mùi và Bích, thế mà vẫn cứ lao đầu vào. Hóa ra chửi đàn ông là Sở Khanh, nhưng Sở Khanh là bởi chính đàn bà cứ lao thân vào. Vì ai cũng chủ quan nghĩ rằng mình là nhất trên đời, làm sao nó dám bỏ mình. Lan chán nản việc tập hát, tránh gặp gỡ bạn bè, tính hồn nhiên ngồi đâu cũng nói cũng cười, bỗng đột ngột biến mất, để chỉ còn lại ánh mắt trầm tư, nét mặt thảm sầu như người đang có đại tang. Ở nhà, Lan tránh luôn cả mẹ mình, làm như mẹ cô đã nhìn ra hết tội trạng của đứa con hư. Nhưng đứa con gái nào dù khôn lanh đến mấy cũng khó có thể giấu được sự theo dõi của người mẹ. Một hôm, Lan đang quét nhà, bà mẹ nhìn nàng từ đầu đến chân, dò xét dáng điệu cử chỉ và tấm thân mất vẻ gọn gàng mà bà đã ngờ ngợ từ cả tuần nay. Bà chưa kịp cất tiếng hỏi thì Lan đã bật khóc nức nở. Bà nghiến răng ken két, hai tay chống nạnh, đôi mắt tóe lửa rít lên: con kia, con đĩ thỏ tà voi dày cửa xéo kia, mày đổ đốn ra rồi phải không? Nói ngay, nói không thì bà giết chết tươi bây giờ. Bao nhiêu nét hiền hòa thường nhật ở người mẹ quanh năm chịu đựng bỗng chốc biến mất hết bởi niềm đau quá lớn, không cách gì kiềm chế nổi. Ôi, đứa con gái đẹp nhất làng mà bà vẫn kỳ vọng, bao nhiêu nơi đang ngấp nghé, sao lại thế này? Cả làng này thanh niên đi biệt tăm biệt tích hết rồi, chỉ còn toàn ông già và dăm ba gã cán bộ luống tuổi xấu xí. Mà làm sao con gái bà lại có chửa? Bà đau xót nghĩ đến Lan như cây quế giữa rừng, như lá ngọc cành vàng hụt chân xa xuống hố sâu chỉ vì một phút yếu lòng. Bà túm lấy tóc con và gào lên: Thằng nào, thằng con nhà nào, nói mau. Ôi giời ơi là giời, có khổ thân tôi chưa kìa. Lan biết không thể giấu được nữa, mà giấu làm gì khi chính nàng cũng đang cảm thấy cần phải có một người thân để chia sẻ trong hoàn cảnh bước đường cùng hiện tại. Nàng sụt sùi kể lể mọi diễn tiến cho mẹ nghe.
nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng: Con chỉ chốt dại có một lần, xin mẹ tha cho con. Bà giơ thẳng tay tát con ngã văng vào góc phòng, rồi nhìn ra cửa, mím môi hỏi: Nó ở đâu? Bây giờ thằng khốn nạn ấy nó đang ở đâu? Lan sợ hãi hỏi lại: Mẹ tìm anh ấy làm gì? Bà trừng mắt quát lên: Làm gì hả? Tiền sư bố nhà mày mới nứt mắt ra đang hướng ấy, khốn 3 năm dại 1 giờ, tiền sư cha còn đi lăng hoàng, bồi dò chặt chấu vào mặt tao. Tao sẽ tìm nó, tao truyền đời báo dành cho nó biết. Muốn yên thân thì phải cưới mày, không thì tao xé xác nó ra. Dứt lời, bà vớ cái nón chụp lên đầu và hầm hầm đi nhanh ra cửa. Một buổi chiều ở hiện trường về, Thược sang văn phòng gặp Bích trình bày công tác và xin Bích tờ giấy chứng nhận để trở về tỉnh. Vì lý do địa phương thiếu thuốc trừ sâu, Thược không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Bích căm gan tím ruột vì biết rõ âm mưu chạy làng của Thược. Nhưng trước mặt nhân viên tụ tập khá đông, cô vẫn phải làm ra vẻ tự nhiên, khất Thược thêm vài hôm nữa để liên hệ với phòng nông nghiệp huyện xem có thể xin được thuốc hay không. Thược toan tính chạy làng thì Bích phải dùng kế hoãn binh. Bích nhẹ nhàng bảo Thược: Đồng chí chịu khó vậy nha, xa Hà Nội lâu chắc cũng nhớ lắm rồi. Nhưng xin thư thư cho dăm hôm nữa. Đằng nào thì đồng chí cũng đã ở với xã Hòa Vinh chúng tôi hơn nửa năm rồi rồi, thêm vài ngày nữa có thấm vào đâu. Thược gượng cười trở về phòng nằm ngẫm nghĩ. Đã mấy hôm nay không thấy Kim Lan đến tìm, Thược mong manh hy vọng là gia đình nàng đã thu xếp đưa nàng đi phá thai, không làm phiền đến Thược nữa. Thôi, âu cũng là một bài học để từ nay Thược cẩn thận hơn. Gã nghĩ quanh và thấy rõ trong cái rủi cũng có cái may. Thược đưa ra một lý luận có tính cách tự an ủi, để cho rằng mình cũng chưa đến nỗi mạt số. Là bởi vì trong 3 người đàn bà mà Thược chung đụng thì Kim Lan trẻ nhất và đẹp nhất. Giá như đường cùng có phải cưới nàng thì cũng chẳng đến nỗi hối hận, bởi vì dù sao Lan cũng hơn cả Bích và Mội. 2 hôm sau, giữa trưa nắng chang chang như đổ lửa, Thược đang cắm cúi ngoài cánh đồng khoanh một vùng ruộng ngập nước để làm thí nghiệm thì thấy bóng 4 người đàn bà xếp hàng 1 từ từ tiến tới. Thược ngừng tay đứng thẳng lên trố mắt nhìn. Mồi, Bích và cả Kim Lan sao lại thân mật đi bên nhau thế kia? Gã sửng sốt tự hỏi, mồm há ra kinh ngạc. Người thứ tư đi sau cùng là một bà lớn tuổi hơn, mà khi tới gần Thược mới nhận ra là mẹ Kim Lan. Bà đã từng gặp Thược một lần cũng ở cánh đồng này cách đây khoảng 10 ngày để yêu cầu Thược phải cưới con bà. Hôm ấy bà đi tay không, chủ ý thuyết phục Thược bằng lời nói. Hôm nay bà vác theo một cái đòn gánh khá dài. Như vậy là đúng quy tắc tiên lễ hậu binh mà sách Tôn Tử đã dạy. Bích và Mùi thì mỗi người vác một cái chổi, còn Kim Lan khệ nệ xách thùng nước. Thược còn đang ngơ ngác nhìn chưa kịp cất tiếng chào thì bà mẹ Kim Lan xông nhanh tới và quát lớn: Đánh bỏ mẹ thằng Sở Khanh đi! Này! Miệng nói tay đập, cây gậy trong tay bà liên tiếp giáng xuống những đòn thù hận lên đầu lên vai Thược để rửa hờn cho cái bụng bầu của con gái. Bích và Mùi cũng giơ chổi lên phang, miệng léo nhéo chửi. Thược vừa đỡ gạt vừa cố gắng bỏ chạy, nhưng họ vây tứ phía lại gặp chỗ ruộng ngập bùn ngang tới bắp chân. Thược không thoát thân nổi, đành cứ đứng yên chịu trận. Khi Thược đã nhũn mềm quỵ xuống, Kim Lan mới hắt mạnh thùng nước vào mặt gã. Thược thấy một mùi vị kỳ lạ chưa bao giờ nếm qua, vừa mặn vừa chua, lại có lẫn mùi khai bốc lên nồng nặc dưới ánh nắng.